quý vị khán giả, nhiều vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều chất gây nghiện khác như ma túy đá, bóng cười, nấm thần vân vân, với tính chất ngày càng phổ biến và tinh vi hơn, được các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tại các khách sạn, quán bar, karaoke. Người trẻ sẽ ra sao sau những cuộc vui nửa tỉnh nửa mê đó và tương lai sẽ đi về đâu? Ma túy có cơ chế tàn phá sức khỏe khủng khiếp, thậm chí có thể mất cả mạng sống nếu sử dụng quá liều, gây ra mối nguy hại cho gia đình. Và tệ nạn ma túy còn làm nảy sinh nhiều hiểm họa khó lường khác trong xã hội. Cụ thể, tệ nạn ma túy là gì? Những tác hại mà nó gây ra như thế nào? Kính mời quý vị khán giả theo dõi câu trả lời trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật hôm nay. Hỏi, tệ nạn ma túy là gì? Trả lời, căn cứ khoảng 8 điều 2 Luật phòng chống ma túy năm 2021 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 có quy định. Tệ nạn ma túy là việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hỏi, ma túy có tác hại như thế nào? Trả lời, cụ thể ma túy gây ra một số tác hại cơ bản sau. Đối với bản thân người sử dụng, gây tổn hại về sức khỏe khi ma túy được đưa vào cơ thể theo các con đường tiêu hóa, đường hô hấp, đường máu, tuần hoàn hoặc thẩm thấu qua da, niêm mạc sẽ gây tổn hại trực tiếp cho các cơ quan này, phát sinh các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, các bệnh về da. Nhất là khi sử dụng ma túy theo đường tuần hoàn, tiêm chích thường gây ra hậu quả nghiêm trọng như gây tắc tĩnh mạch, nhiễm trùng máu do dụng cụ bơm tim không sạch. Việc sử dụng chung bơm kim tim để tiêm chích ma túy là nguyên nhân chính làm lây lan ra một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh thế kỷ như HIV/AIDS và viêm gan B, suy gan, suy thận dẫn đến tử vong. Gây tổn hại về tinh thần. Theo các công trình nghiên cứu về người nghiện ma túy khẳng định rằng, nghiện ma túy gây ra một loại bệnh tâm thần đặc biệt. Việc sử dụng các loại chất ma túy gây kích thích như cocaine, amphetamine khi tác dụng lên người sử dụng gây ra những sai lệch về nhận thức dẫn đến những hành vi cuồng loạn như cướp của, giết người, thậm chí tự sát. Gây tổn hại về nhân cách. Khi con người sử dụng nghiện ma túy sẽ bị thay đổi trạng thái tâm lý, sa sút về tinh thần. Họ thường xa lánh nếp sống, sinh hoạt lành mạnh, xa lánh người thân, bạn bè tốt. Hành vi lối sống của họ bị sai lệch so với chuẩn mực đạo đức của xã hội và luật pháp. Họ là những người bị tha hóa về nhân cách. Gây tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình. Người sử dụng ma túy sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của bản thân và gia đình. Khi lên cơn nghiện, người nghiện thường mất hết lý trí, không còn điều khiển được hành vi của mình, thường trở nên liều lĩnh, hung bạo, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như hành hạ vợ con và người thân, đập phá tài sản, dẫn đến hạnh phúc gia đình bị tan vỡ và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cộng đồng. Tác hại của tệ nạn ma túy đối với trật tự an toàn xã hội. Việc sử dụng các chất ma túy mà người nghiện không làm chủ được hành vi của mình dẫn đến những hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật như trộm cắp, lừa đảo, cướp của, giết người, gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tác hại của ma túy đối với nền kinh tế. Hàng năm, nước ta phải chi hàng trăm tỷ đồng cho việc xóa bỏ cây thuốc phiện, cho công tác cai nghiện ma túy, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Hầu hết, người nghiện ma túy ở trong độ tuổi lao động. Vì vậy, vấn đề đào tạo cán bộ công nhân có tay nghề để thay thế họ là một vấn đề hết sức khó khăn, làm suy giảm lực lượng lao động của gia đình và xã hội, làm cho thu nhập quốc dân cũng giảm, chi phí cho dự phòng và chăm sóc y tế ngày càng tăng. Kính thưa quý vị, với thông tin những tác hại nghiêm trọng của ma túy gây ra, mong rằng chúng ta đừng thử dù chỉ một lần, để mỗi người, mỗi nhà cùng với cộng đồng phòng chống ma túy. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Quý khán giả quan tâm muốn tìm hiểu thêm thông tin về pháp luật, về ma túy, có thể theo dõi chương trình Hỏi đáp pháp luật trên website tinhhinhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thân mến, chào tạm biệt.